Thưa quý vị, giới chức bang Texas, Mỹ đã đưa ra cảnh báo cho cư dân ở một loạt thành phố gần Houston ngừng sử dụng nước máy vì có thể bị nhiễm vi khuẩn ăn não chết người. Ủy ban chất lượng môi trường Texas đã cảnh báo đơn vị cấp nước BrazoSport về khả năng nguồn nước của họ bị nhiễm Neisseria fowleri hay là amip ăn não, đồng thời khuyến cáo người dân không nên sử dụng nước máy vì bất kỳ mục đích gì ngoại trừ xả bồn cầu. Khuyến cáo sẽ có hiệu lực cho đến khi đơn vị cấp nước BrazoSport sụp rửa kỹ hệ thống đường ống và mẫu nước xét nghiệm cho kết quả an toàn. Lệnh cảnh báo ảnh hưởng đến hơn 120.000 người, ngoài ra còn có một số nhà máy và nhà tù bị ảnh hưởng. Vụ việc được phát hiện khi một cậu bé 6 tuổi nhập viện vì nhiễm ký sinh trùng ăn não. Nhà chức trách sau đó xác định cậu bé bị nhiễm từ đài phun nước trong thành phố. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, ký sinh trùng ăn não người thường được tìm thấy trong đất, sông, hồ, nước nóng, trong nước thải từ nhà máy hoặc cũng có thể xuất hiện trong các hồ chứa nước không được xử lý sạch.